có điện thoại kìa anh ơi. Luôn nghe giùm anh đi, anh đang bận tắm. Alo, xin chào, chúng tôi gọi tới từ dịch vụ Vina Office chấm cơm. Hôm nay chúng tôi có tổ chức chương trình nguyện vọng tháng tư. Thôi đi cha, không có nhu cầu đâu. Kịp đi. Đồ vô duyên, chúng tôi chưa nói hết mà. Ừ, vậy nói tiếp đi. Vậy không được ngắt ngang chúng tôi nữa nha. Không có ngắt ngang nữa đâu, nói tiếp đi. Xin lỗi, quý khách tên gì? Tên Lưu. Lưu à? Không phải Lưu mà là Lưu, 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 Lưu. À vâng, xin chào chị Lưu. Tôi là Đực. Vâng, xin chào anh Đực Lưu. Ý tao nói tao tên Lưu mà giống Đực. À vâng, xin lỗi, xin chào anh giống Đực tên Lưu. Mà mẹ nói chuyện với mấy đứa này mệt thiệt. Anh ơi, ra đi nói chuyện điện thoại tụi này đi, em chán lắm rồi. Tiếp giùm anh chút đi Lưu, anh đang bận tắm, anh ra liền. Nhanh đi, em cho anh một phút nữa thôi á, không em đập đầu vô tường chết. Vâng, bây giờ chúng tôi xin mạn phép được tiếp tục trò chuyện với anh Lưu giống Đực. Thôi được rồi, nói lẹ giùm đi ông nội. Chuyện gì? Nguyện vọng khuyến mãi cái gì đây? Anh Lưu còn đi học không? Có, đang học lớp 12, dự kiến là qua năm sẽ học lại lớp 12 nữa, có chuyện gì không? Vâng, bây giờ thì chúng tôi đã tin vì sao anh có tên là Lưu. Nói với tôi đi làm rồi cha nội. Vâng. Thế công việc của anh Lưu là gì? Ngồi văn phòng, đánh văn bản, in tài liệu, coi phim heo, nằm ngủ, hết. À, còn hát nữa. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng vô ơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng vô tình. Đời tôi cô đơn nên... Alo, alo, anh Lưu à, anh bình tĩnh. Ok. Ok, bây giờ như vậy nè anh Lưu. Nói đi. Vina Office chúng tôi là cửa hàng chuyên thiết kế và buôn bán những thiết bị văn phòng rất là quy tín. Thôi, được rồi, hiểu rồi, tôi biết chỗ này mà. Mấy anh không cần giới thiệu nhiều nữa đâu. Ủa, như vậy là anh Lưu đã biết cửa hàng biết chúng tôi rồi. Biết lâu lắm rồi, chúng tôi thường xuyên đặt bàn ghế ở chỗ này mà. Ok, vậy thì chúng tôi xin mạn phép kết thúc cuộc trò chuyện này. Chúc anh Lưu có một ngày hơi lú. Trời đất quỷ thần ơi, quý vị khán giả nghe chịu nổi không? Chưa bao giờ gặp thằng tổng đài nào nó quý hiếm như thằng này. Thôi, đi rửa mặt cái, nãy giờ ngu người quá. Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam.